Đến với kênh của mình là BBB Góc. Hôm nay mình sẽ quay chủ đề kể chuyện ma phần 2, có tên là khung cửa sổ. Hôm nay các bạn hãy nghe mình kể một câu chuyện rất là hấp dẫn. Chúng ta cùng vô nào. Bây giờ mời các bạn ngồi ghế cùng mình. Các bạn ơi, bây giờ mình bắt đầu vô nha. Đây là câu chuyện rất là kinh dị ma quái. Tại bạn nhóm bạn của mình đi trên đường. Tại bạn nhóm bạn của mình uống si mê. Không biết ha, ở khách sạn đã báo là có phòng cho Tài. Tài mới đi qua hành trang thì thấy có một bức tranh. Đó là người ở tập viên xưa, khuôn mặt su buồn và cũng có người đang cười với nụ cười ớn lạnh. Và sau đó Tùng đi lên hết hành lang thì Tùng mới gặp được phòng của mình. Sáng hôm sau Tùng bước ra ngoài hành lang, Tùng coi đó không phải là những khung chăn mà là khung cửa sổ. Các bạn có hiểu về câu chuyện của chú nhẹ này không? Thôi ghê quá, mình tạm biệt các bạn luôn nha. Nếu mà các bạn không hiểu thì bạn có thể nhờ ba mẹ hoặc là ông ngoại hay bà ngoại của mình giúp đỡ. Thôi tạm biệt các bạn nha. Bye bye, BBB Góc xin tạm biệt các bạn. Và xin hẹn gặp các bạn lần sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký cho tên của mình BBB Góc. Còn bây giờ thì bye bye.